chuẩn bị đào cái nhà nhựa rồi. Tụ quân ấy, quân bên mình là quân dưới cơ đấy, nếu mà không ăn được nhiều vàng hơn là chưa biết thế nào đâu. Bên nó có đòn gì đâu anh ấy, đánh bẹt thần trời ơi, đập phô đập baby cân chặt. Ui mẹ, hôm nay con đập baby khỏe đấy. Không hơn nữa. Cái gì vậy? Em thì ăn nó đứng thủ mà. Cái gì vậy nhỉ? Nhà AC này lên 4 này, lên 1. Anh đang thiếu vàng à? Được. Rồi vãi đấy thật. Chán đời. Ô, tay đây à? Ờ, Sarika. Phát giảm 50 tham. À đấy chết ba kìa. Em rủ cơm này hả lắm qua được. Cơm cùng ba này để cho người ta cái rừng cái nào. Ăn ăn không chừa cái rừng nào ạ. Nó không chỉ là ăn rừng thôi mà, tí nữa đá em không thấy gì đâu. Thank you.
Thế thì thôi, như hai sang cứu không nghèo. Mình đem mẹ nhà đi cho nó cay. Cũng hết vàng rồi thật. À, bọn sao tam phụt kinh thế. Tôi anh à. Sao bên nó đánh toàn đạp đôi, em lên ca thần làm gì vậy? Em thừa lực. Về em. Nếu mà em muốn gãi ấy, thì em phải đánh cái gì em biết không? Z Là cái à? Z thần. Em đánh ca thì nó đốt ca phí vàng phí đồ Ôi, giờ tưởng cái nào không ăn hết đạo ca của cậu. Đi đây. Alo. Anh ơi đừng cho ca đi cùng giờ em đấy nhá. Làm anh rửa này. Nghe sai chưa? Đứng này. Chào chị nhá. Tô Châu. Làm người thôi. Ngồi đâu á? Bảo mua về nhà, xem nào, quay xung quanh xem nào. Không công được cả nhà này. À, chỗ bắn tao quá hả? Đồng cơm nhỉ? Cám. Công. Ôi, chết cha. Thế là mà có hai thằng mà gọi lắm đồ rồi. Ôi, đạt ơi, cứu đạt ơi. Em muốn đang bị xung đẩy được nó đây này. Đó thật.
À thằng lát, cá thác ăn ngon phết á. Cá thác lát ăn ngon phết. Ai cả trưởng 4 kích. Cá hót là bây giờ. Tân đâu? Dung đâu? Phải là rồi. Đi đâu nhỉ? Anh em mất rồi nhá anh nhá. Nếu mà bé tắc thì hãy mất cho mình một bát thọ. Đợt này chắc là đang cày khối lượng căng chứ sao. Cày đi làm tối tối anh kèo liên minh mà. À, tôi đang đánh chế, đang thừa trận. Hết chí. Ok. À, thằng chó 8, tao đang bẻ dần để anh bá, mày dám ăn của tao. Tám này là ăn đâu mà khỏe anh. Năm nghìn đủ. Nó trên 12 giờ có ai đụng vào đâu. Ai vừa vào nhỉ? Vào không biết chào hỏi ai. Vào sao con chặt đi mẹ rồi, chết đi mẹ rồi. Ừ thật. Để anh bật nhạc mẹ hip hop cho nghe. Ôi. Thằng live stream các kiểu đi bật nhạc. À không lên bẹt là thật à? Anh em đánh được vừa đây cho anh đánh thôi. Từ anh mới trận nữa. Trận này chắc phải đến 3 giờ sáng. Giờ chia 3 đi. Mẹ thằng 8 ăn hết dân cho mình, không đùa được dân, cay thật. Chỉ sợ nước mắt anh em rơi chứ cuộc chơi chưa bao giờ sợ lá luôn. Đi ba ra. Này được mấy lít anh? Này hơn 6 lít. 6 lít mà chỗ đấy chắc cũng phải 7-8 anh em à. Hơn 7-8 anh em uống 6 lít rượu. Đùa em à. Nó đổ hết một thằng tính một chai thì em rượu thuốc rồi mẹ nó uống đổ lên đầu say cái đấy nhưng mà tầm đạt thì anh chấp 3 đạt thôi.